Đấy, quay quay tiếp khu vực bên trong vườn, một một góc vườn của cần thang, đập tiền đập vào mắt cây cần thang. Đây này là bao tiền? Cái cần thang này bán 5 triệu. 5 triệu. Là mấy chục năm rồi. Cũng đẹp đấy. Đẹp đấy. Hợp lý giá cả. Mịn màng. Mịn màng kỹ càng. Cần thang này. Cành đẹp. Cần thang này chơi sau chỉ có làm xếp, làm vua, làm chúa. Thăng mà, thăng tiến mà. Thăng là thăng tiến. Ừ. Làm đôi này để trước nhà cũng hay đấy. Đây cần thăng này. Rồi. Cái này bán 6 triệu. À cái này lại đắt tiền hơn. 6 triệu. 6 triệu. Nhưng mà lấy cái 5 triệu kia hay hơn đấy. Đấy. Một loạt La Hán là hiện to lắm này. Rừng La Hán còn mấy vườn nữa cơ nhỉ? 4 loạt La Hán khoảng 400 cây. Đấy, 400 cây. Doanh nghiệp tiền tỷ, nghìn tỷ đây rồi. Doanh nghiệp nghìn tỷ đây rồi. Đói rồi, vỉa hè mà lại vỉa hè mới lại nghìn tỷ này thì các bạn. Ai muốn ra vỉa hè? Đây là có độ vài trăm. Đây là mun à? Cái này là cái gỗ mun mà làm theo dáng này là nghệ thuật là con cốc vàng. Cốc vàng à? Cốc đen chứ định cốc vàng. Không, cốc vàng. Con cốc là cậu ông trời. Bao nhiêu tiền? 5 triệu. 5 triệu. Đặt đấy, đặt chiến đấy. À, cũng ngồi trên đá thấm thủy đấy. Ngồi trên đá. Nghe này, ui dồi. Đấy, cũng bị găm đá ở người bao nhiêu năm này. Khai thác đấy. Mấy chục năm rồi. Đấy, đen thì nhìn như đá luôn, hoa thạch luôn. Đấy. Xong một ông này, cứ thích thì cứ ra mà lấy thôi. Đây này, chụp mấy cây hoa hồng này. Chờ chờ cứ lần lượt của nhanh quá. Xe mà chóng mặt. Đây để hỏi một số cây me đấy. Chủ yếu rồi là thấy mấy cây me đẹp. Cây me này là bao nhiêu tiền đây ạ? Cây me là bán 5 triệu. 5 triệu. Đấy, cây này cũng một được một đấy. Cây này cây là tây tán khoáng đấy, được đấy. Khoáng cây đấy. Tội chơi những cái chậu này thì hơi nặng. Đấy, từ từ đã u nhá, để báo giá mấy cây. Tí nữa lại phải chạy ra hỏi. Và cây me. Vừa bảo 5 hay 6 nhỉ? 5 nhỉ? 5. Đấy. Cây 6, cây 5, cây 7. Đấy, tán này. Để hỏi một lượt xong rồi để quay chi tiết sau. Đây, cây này thì bao nhiêu tiền? 5 triệu. Cây kia? Cây 6 triệu. Cây lão mai. Cái một ngọn trực, một cành huyền, 5 rồi. Triệu. Gọi là me đẹp là ở đây hết rồi đúng không? Ừ. Ngoài kia có còn không? Còn đây cái đẹp hơn. Cây hoa sứ kia bao nhiêu tiền? Cây hoa sứ thế là bán 3 triệu. Rồi. Đấy. Có cây hoa sứ chỉ 2-3 cây chi cổ mới về kia bao nhiêu tiền? Tận tít đằng cuối vừa vườn. Cây cổ mới về rồi, bán 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Để cô về cô lấy cái kéo cắt bớt thì được. Rồi. Ừ, cứ về lấy đi, nói chung là biết giá một số cây thích thích rồi. Đây, bắt đầu là cây me 5 triệu này. Tất nhiên là cho vào cái chậu này nhìn nó ghê quá, nặng lắm, chút xi măng. Mệt mỏi lắm, mà mấy cái đo đồ này. Đấy, được cái chứ, cũng hợp lý đấy chứ. Mỗi tội là cái này mà ở gần chơi thì tốt, chứ vận chuyển một chiếc vào thì mệt lắm. À ừ, đây nó cũng mấy chỗ nó bị nổ vậy nhá. Sứt đây. Đoạn cây này thì nó thoáng cây, cây thoáng cây. Thoáng cây. Tán nó thoáng, nó cũng tự nhiên thôi. Tự nhiên. Đây các bác xem này. Đấy, bông tán nó thoáng lắm. Chỗ này thì hơi cộc chút. Mới bị cắt thế này nên cần thêm để la đà xuống nữa. Đấy, đầu tiên là cây me nó cũng khá là già rồi, chân bệ đẹp cũng được. Đây là có những cây vượt quế đẹp như này, sang quay cây rồi đẹp. Phải quay chi tiết từng cây một đã. Me đẹp, gỗ chắc đấy là bao nhiêu tiền đây? Gỗ chắc này bán 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu, tí nữa ra tỉa gọn gọn ra để quay. Bồ đề to này thì bao nhiêu tiền đây? Bồ đề to bán 7 triệu. 7 triệu.
Đấy, cứ điểm qua xong tí nữa lại cao quay lại. Cao khoảng 1,5 m. Và khi đá thả nước rồi. Khi đá thả nước. Ghê đây. Chính là bây giờ nhỏ nhỏ con nó lại đắt. À đây, quay nốt cái me này kìa. Lạc vào rừng này. Đấy, có điều kiện ở gần đây thì chơi thì vui. Cho vào cái chậu to quá. Mè này rất hay, cổ lão. Mè cổ lão này, rất già. Rất già. Nhìn này. Thân nó đây. Vâng, tí nữa để ra quay, nhiều quá. Cái này khá là hay, dầm giết già. Đấy, dầm giết rất già. Rất già. Giá mà cái gốc của nó to một chút nữa thì vui. Tôi nghĩ nó lại nhiều tiền lắm. Không có lại nhiều tiền. Cũng muốn chơi một cây đấy. Bây giờ phải thật ưng mắt kìa. Thì mới chốt. Ưng mắt thì nó dễ xuống tiền lắm các bạn. Ưng mắt nó dễ xuống tiền. Đấy. Có khỏe nhưng mặt này thì hơi đuối. Để quay sang bên này xem sao. Ừ, đúng rồi. Chưa được một mặt. Đấy. Lùa bên này tí chưa? Chơi bay bay sang phía bên kia thôi, mặt kia mặt chính. Này mặt sau. Ra. Xanh cổ à? Tí nữa sẽ đến lượt. À. Để xem nghệ nhân làm gì với cây này nào. Dân đang bấm cây. Quay lên Facebook. Thật đấy, cháu mà ra làm có trả công để cháu những biết. Cây gỗ trắc này quá đẹp. Mà cháu mà ra đây làm cho thì có trả công không? Ai làm chỉ có sức lao động. Có thuê không? Có thuê chứ. Sợ mấy bà kia, ông bà kia lại chửi cho. Không, việc cô thuê người ta là thuê người ta. Thuê cháu là thuê cháu. Yeah. Tính cô sống cuối tuần rồi, cuối tuần cháu ra làm giúp. Không bê vác, chỉ là tỉa cây thôi. Không biết bê vác. Thoải mái luôn mà. Ngày xin bữa cơm, bữa cháo qua ngày. Cô cháu ra đi giao lưu nó vui rồi. Cô cháu mình có phải sống vì tiền đâu. Rau cháo qua ngày. Tất nhiên là làm cái gì phải có tiền, không tiền sống sao được. Nhiều khi mình vui mình làm giúp. Vui cháu phải có quả hồng để mang về nuôi con được ngay. Ai cũng thế thôi. Các cô vui mà lại có tiền đấy thì còn gì bằng. Nhà cao cửa rộng bỏ đấy lên đây sống vỉa hè vạn phúc đấy. 8 năm rồi. Nhà là giàu nhất Nam Định đây. Úi giời ơi, chết chớ. Cháu Phong vậy là quý. Đây là cây chắc vừa nãy bảo 7 triệu đây, đúng không? Vâng. À đây xem anh ơi. Đấy. Đấy còn cái cây me nhỏ nhỏ thì nó bao nhiêu tiền? Đâu? Đấy cây này. Cây me nhỏ này bán 1,5 triệu nha cháu. À thế à. Đây là cây của cô vườn tặng cây tới. Dạ. Có cây này đạt tặng cái bằng mùa bán. Tao có y chang một đôi đẹp đấy. Rồi, sao rồi? Dạ. Đấy, này, có khách rồi. Anh nhìn cây này cho em đi đã. Ok. Cần thăng đôi đẹp đấy. Đôi đúng giống nhau. Và hán. Siêu cầm. Em có đôi đẹp lắm, mình có thích không? Có dáng nào mới là
Bán cho anh thì làm gì có chuyện giá được đắt cho anh. Cái này hôm trước cô nói với em là 2,5 triệu tháng nhỉ? Cái này bỏ ở góc này phải không ạ? Thôi thôi, anh nói 2,5 triệu em không ăn tiếp. Không, cái cây này là... Em chưa bao giờ nói 2,5 triệu. Quên cô thì chết rồi. Em bán hàng đắt như cười. Mẹ tiếp, tí nữa hỏi giá tiếp. Cái này thì tiền đi. Cái này em bán anh 8 triệu. Kém không bán. Cái này báo, báo giá cho tôi là rẻ lắm các bác. Báo kia là lên mấy triệu rồi đó. Nói độ nói nhỏ tí thôi các bác biết thôi nhé, có nghĩa là nói giá tôi là nói giá bán luôn rồi đấy. Rồi tiếp một cái mè nhé, mè này vệ nó tốt tốt tí thì thầy đấy, thì thoảng cứ tự dưng vào trong này chẳng ai để ý mấy đâu, thì ông nào săn lùng cây thì mới vào, khi nó cũng sâu xa đó. Sâu xa lắm, không phải sâu xa mà ý là nó hơi khá là khuất ở trong. Đấy, lại một cây me nữa này, chính là cây này cũng hay đấy. Đấy, rất là khắc khổ, cây me rất khắc khổ. Tôi muốn tìm một cây me hoặc là cây tùng La Hán để cho nó xứng với cái cây, hoặc là một cây phi lao nữa, nhưng mà phi lao nữa thì không có, rất khó. Còn phi lao tôi mua rất là đẹp, mà muốn là một đôi để chơi thì kiếm cái còn lại khó quá. Chưa bao giờ thấy ưng một cây phi lao nào như cây phi lao này. Hôm nào tôi sẽ quay video các bác xem các bác ạ. Nó rụt rịt mà nó mịn tít đấy, không phải nó mịn theo kiểu trơn tru, mà nó là u cục và nó không có sẹo, nó mím hết và nó cành tay cành rụt rịt, nó rất là khỏe. Đấy, cái này chắc cũng tầm 5 củ chậu gốm. Đây là hán nhiều lắm, là hán như rừng, là hán như rừng. Tôi thì tôi rất thích vào nhà bà Vững nói chuyện. Bà ấy bán hàng cũng thoải mái lắm, mà nói chuyện giá tôi cũng rất là hợp lý. Cái hoa hồng này, hoa hồng nhiều tiền đấy, hoa hồng rất to, 3 cây hoa hồng. Đấy. Lạc vào đây cứ như lạc vào rừng ấy. Và đứng đây dẫm đâu thấy tiền này. Thế đấy, cứ lăn lóc này. Tối có phải có bảo vệ đi tuần chứ. Chào Phúc Kiến. Anh ơi, ngọc còn có hết. Đây là nó, cái dòng đấy nó ngậm được. Cần thang này nó ngậm lại dễ, chứ nó không như cái thân gỗ này khó. Nó nhanh, cái kia thì nó ngậm nhanh. Có nghĩa là sẹo nó sẽ ngậm lại được. Anh đến hàng em 4 lần. Ví dụ như cái thân gỗ như cái phi lao này này, ngậm thì lâu lắm. Còn anh mua không được, anh không mua. Nhưng mà cái dòng này nhìn cái da thịt của nó ngậm là một thời gian khoảng 1-2 năm nữa là nó sẽ ngậm được. Biển xá Nam Định. Đây. Loanh quanh đang quay thì có điện thoại, không nhớ quay đến đâu rồi. Chắc là cái đôi La Hán này. Đôi La Hán cũng được, chơi được. Tất nhiên là để yêu cầu cao thì chưa, nhưng mà gọi là chơi vui vui thì được rồi. Tiền nào cũng lấy mà.
nó cũng cỡ chắc cũng phải ba củ một con. Rồi còn là hán to kiểu mà chơi cho công sở hoặc văn phòng một thứ đây, không yêu hầu cao quá, có tay tán là được, thì đây cũng rất là nhiều, cũng rẻ, cũng rẻ. Ra không mua được đâu. Không mua được và vững thì mua được của ai? Đây này, vừa nãy thấy một con quay cạnh cái mè, thấy có một con si rất là hay, nhưng mà về là rất khó làm, về phải làm phôi được cái tuổi của nó. Si búp hồng này, dòng si là tốt rồi đây đấy. Thế còn về tuổi tác, cốt cán ổn, về có thể thu ngắn cái bệ nó đến đây bỏ đựng đá đi thì cũng được, đấy là tùy cách chơi. Thế còn là về tuổi cốt cán là được, nhưng mà về phải làm phôi các bạn ạ. Về làm phôi kiểu u cục, kiểu lùn hoặc là kiểu đại thụ, chứ bây giờ mình sẽ cắt được cái cổ này là được thành một cây nữa, thành một cây nữa. Tất nhiên nó cũng vẫn phải chỉnh sửa nhiều cây nữa. Thích cái là cái độ tuổi của nó, nhưng mà để xử lý chinh phục của nó thì cũng không đơn giản. Ví dụ như mà cắt đến đây đúng không, kiểu tôi quét một vòng cắt đến đây, tách cái phần ngọn này ra, thì cái phần gốc này được sẽ cắt thu ngắn đến đây, xong rồi ủ nó xuống. Nhưng mà vấn đề là sẽ bị khuyết cái phía này và xử lý tay cành rất là khó, vì tay cành nó đã già rồi và nó đã cố định ở một cái vị trí, ví dụ hai cái tay này lại sát nhau quá. Đấy, cũng khá là đau đầu. Đấy, khá là đau đầu đấy, nhìn chỉ có một phía. Giá như mà cái cây tay này, cả cái hệ thống cái tay chì thứ ba này nó to, nó vào phía bên này thì là vui, thì chơi kiểu tông cao này cũng được, thu ngắn cái ngọn này lại thôi. Đây là một tay nữa, tức là tay ngũ phúc đấy, nhưng mà chơi kỹ thì khó, thích cái cốt cán và độ tuổi nó, cốt cán và độ tuổi các bạn. Đấy, cũng rẻ thôi nhưng vấn đề là rất khó. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.